Hey, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay tiếp tục với series mua hàng trên mạng, mình sẽ khui hộp một sản phẩm nữa của Lazada. Sản phẩm này là một bịch khô gà lá chanh và một bịch khô gà bơ tỏi của Lầy Hòa. Và khối lượng của nó là 500 g là nửa ký. Và giá của sản phẩm này là 114.000, là tính luôn phí ship 15.000 của mình trong đây. Nếu các bạn nào ở, mình nghĩ ở gần cái khu, các bạn nào ở gần thành phố thì mình nghĩ là sẽ phí ship đó. Mình ở Tiền Giang nên tiền ship nó phí hơi cao, 15.000. Các bạn mua hiện tại thì các bạn mua trên 200.000 trên Lazada thì sẽ được free ship. Dù chỉ là khô gà nhưng nó đóng gói rất là kỹ. Với lại là khô gà của Lầy Hòa nè, mình đã lần trước mình có mua một lần rồi. Lần này mình mua một lần nữa. Chỗ này thì giao hàng rất là nhanh. Mình đặt khoảng 1-2 ngày là có, mặc dù mình ở rất là xa, mình ở Tiền Giang. Đây cũng có phiếu đổi trả này. Và đây là một bịch khô gà. Nó không ghi là khô gà lá chanh hay là khô gà tỏi. Mình nghĩ là cái này là khô gà tỏi vì nó không có lá chanh. Và đây là khô gà lá chanh của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ có hai bọc như thế này. Một khô gà bơ tỏi và một khô gà lá chanh. Nhìn màu vẫn rất là bắt mắt. Mình thường mua của Lầy Hòa trên Lazada vì cái thương hiệu này á, nó có bao bì đàng hoàng, nhìn rất là vệ sinh. Không như cái loại khác thì nó bỏ nhìn rất là quải các bạn. Này nó rất là vệ sinh, nhìn nó cũng đẹp. Các bạn mua làm quà tặng cũng được, cũng đẹp. Giờ mình sẽ mở thử cái khô gà bơ. Cái này những cái túi zip, các bạn xé cái phần ngang trên đây là các bạn mở ra được. Khi nào các bạn không dùng nữa thì các bạn đóng cái túi lại rất là tiện. Với lại để trong nguyên túi cái zip này á, thứ nhất là nó tiện và thứ hai á là nó giảm chi phí, nên những cái loại này chúng ta sẽ mua rẻ hơn được một tí vì cái chi phí nó cái túi zip nó sẽ rẻ hơn là đóng hộp. Đây, mình sẽ dùng thử. Cay, giòn, rất là giòn các bạn. Vị nó gần giống như khô bò. So với cái loại mà khô gà lá chanh á, thì cái loại bơ tỏi này nó, theo mình thấy ăn cũng được thôi chứ nó không có gọi là ngon hơn cái khô gà lá chanh đâu. Vị nó cũng gần như tương tự nhau, không có khác biệt gì nhiều. Có chăng là chỉ thơm hơn mùi tỏi một tí. Giòn thơm. Rồi, giờ chúng ta sẽ mở bên cái bịch khô gà lá chanh kia.
Mình vẫn thích loại khô gà lá chanh hơn. Ăn nó thơm hơn cái thằng bò tỏi này. Phải ăn thử hai cái mới so sánh chính xác được. Rồi bò tỏi ăn cái vị nó trôi qua nó không ấn tượng. Này khá là cay, các bạn ăn cay không được. Các bạn cay không được thì nu mua cái loại không cay. Này nó cũng có loại không cay. Nhưng cay mới ngon. Cái miếng của nó. Lá chanh vẫn ngon hơn. Này mình mua thử ha. Thử cái vị của bơ. Này phô gà, bơ tỏi. Các bạn nào thích vị tỏi thì các bạn mua cái này. Mình thì thích lá chanh hơn. Tỏi mình không thích lắm. Ăn lá chanh rất là thơm. Và link mua sản phẩm này mình có để dưới phần video mô tả như mọi khi nha. Các bạn có thể click vào đó xem tham khảo để mua những cái sản phẩm này nha. Link mình thì nó dẫn ngay đúng sản phẩm rồi luôn, các bạn vào và xem giá và mua thôi. Rất là vệ sinh và ăn rất là ngon. Mình hay mua lần này lần thứ hai rồi. Bia nữa là tuyệt vời. À, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.